Hello everyone, welcome back to learn a new lesson, a closer look to grammar, although despite and in despite. Các em ơi, chúng ta quay trở lại với unit 8 phim. Ở tiết học này chúng mình sẽ học một phần ngữ pháp mới của tiết a closer look to grammar, although despite is despite. Mặc dù ở đây đều diễn tả, mặc dù we you although despite in spite of the expect expressed contact between two pieces of information in the same sentence, and we you although before a close and despite in despite of before a noun or a noun phrase. Chúng mình thường sử dụng although, mặc dù, despite để diễn tả một cái sự đối lập nhau, mặc dù của hai cái mệnh đề, giữa hai cái mệnh đề, hai cái thông tin trong cùng một cái câu. Chúng ta sử dụng although trước một mệnh đề và despite thì trước một danh từ hoặc là một cụm danh từ. Cô sẽ có ví dụ. Example. Ví dụ. Although he is so young, he performs exactly. Mặc dù anh ấy là trẻ, nhưng mà anh ấy có cái sự diễn đạt rất là xuất sắc. Rồi, despite hoặc despite of being so young, he performs exactly. Mặc dù là anh ấy rất là trẻ nhưng mà anh ấy diễn xuất rất là tuyệt vời. Thì nó cũng giống như là những câu này, chỉ là cái cách viết của mình, cách viết nó giống nhau thôi, và cái ý của diễn đạt nó vẫn là như nhau. Despite and inspire he young at dạ. His ear is so young but he perform exactly. Ở tiết trước thì bọn mình đã được học so young, rất là trẻ. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ hoàn thành những câu và bắt đầu làm luôn, áp dụng làm cái dạng từ ngữ của mình vào câu thứ nhất để có thể là hiểu hơn, nhuần nhuyễn hơn với cách sử dụng từ. The exercise 1, complete the sentences. You although and a clue from the book. Hãy hoàn thành những câu và sử dụng mặc dù cộng với một mệnh đề từ những câu sau. They spend a lot of money on films. Họ đã tiêu rất là nhiều vào bộ phim. A few people come to see it. Rất là ít người đi đến đó. It's a comedy. Nó là bộ phim hài hước. It is set in modern time. Nó là được thiết lập trên những khoảng thời gian rất là hiện đại. And the action is excellent. Và cái hành động thật sự là rất là cuốn hút. Người ta đã cho ví dụ example ở đây là although I watched the film twice, I didn't understand. Mặc dù là tôi đã xem cái bộ phim hai lần lận, nhưng mà tôi vẫn không hiểu về nó. Chúng mình bắt tay vào làm bài tập 1. We enjoy the film at the Ngọc Khánh Cinema. Chúng tôi thích xem phim tại rạp phim Ngọc Khánh. Although 1, mình sẽ viết là although few people came to see it, mặc dù rất là ít người đến đó. 2, mặc dù là chúng tôi tiêu rất là nhiều tiền ở phim nhưng mà nó không phải là cái bộ phim thành công cho lắm. Câu 3,
là mặc dù là cái hành động rất là hay nhưng mà tôi không thích cái bộ phim cho lắm. Mặc dù cái bộ phim hành động thật sự là hay. Under Einstein E. X. Rồi. Câu 4 là tôi không thấy nó thú vị chỗ nào cả. Mặc dù là nó là một cái bộ phim hài hước. Although it's worth comedy. Câu 5, mặc dù nó là bối cảnh là nó là được bối cảnh trong cái thời gian hiện đại. Nhưng mà the film is based on the book That were written 20 years ago. Nhưng mà bộ phim được dựa trên một cuốn sách cái mà đã được viết cách đây 20 năm. Rồi. Chúng mình sẽ làm tiếp bài tập số 2, the complete the sentences using although this part in spite of some time to answer are possible. Ở bài tập số 2 người ta yêu cầu là hãy hoàn thành những câu sau và sử dụng mặc dù, những cấu trúc của động từ mặc dù, sometime thỉnh thoảng và hai câu trả lời. Hai trong hai những câu trả lời là có thể mình có thể sử dụng cả although, despite và inspired. Alright, in the sentence one chấm chấm chấm. Mặc dù là cái bộ phim là thật sự là tốt nhưng mà tôi không thích cái hành động, những hành động ở trong phim, những cái diễn viên ở trong phim. Câu một, mặc dù này, mình sẽ sử dụng mặc dù. On the, I went to see the film. Tôi đến đó để xem bộ phim. Mặc dù là cảm giác thật sự là chán. Inspired. Inspired. Hoặc là chúng mình sử dụng despise cũng được. Câu 2, I really enjoy the water. World. Tôi rất là thích cái bộ phim Waterworld. Mặc dù là phần lớn bạn bè của tôi nói nó là không phải là một bộ phim hay gì cho lắm. Rồi, although. Câu 3 sẽ là although. Câu 4. Despite. Mình sử dụng cấu trúc despite. Và despite of. Mặc dù là cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng và nhưng mà họ đã gặp rất là nhiều những cái tình huống khó khăn trong khi mà thực hiện cái đoạn phim bộ phim này. Câu 5. Although mình sẽ sử dụng although. Mặc dù cái bộ phim là rất là gay gắt, Tom đã ngủ từ cái lúc đầu cho đến lúc cuối, suốt quãng đầu cho đến quãng cuối. Tom sleep from the beginning to end. Alright. Exercise 3. And rewrite their sentences using the words in the brackets and train out the words in the sentence if necessary. Ở bài tập số 3 người ta yêu cầu là hãy viết lại những câu sau và sử dụng những từ ở trong khung. Thay đổi những dạng trạng từ đó ở trong khung nếu cần thiết. Câu thứ nhất, I don't think silent is very good actor and he were very good at the rock film. Tôi không nghĩ là Stallone là một cái nhân vật tốt, một cái diễn viên tốt. Anh ấy đã từng rất là tốt ở bộ phim Jockey. Rồi, bây giờ mình sẽ viết lại, áp dụng mặc dù. Mặc dù ở đây thì nó có ở vị trí câu hook actor
kết thúc và câu mới sẽ là he were. Although sẽ nằm ở đây. Câu 2. Many approached film direction director has gone to the Hollywood to make film, and few had had a match such as at Milan Fromon. Ở câu 2 thì là rất là nhiều những cái bộ phim châu Á này, châu Âu này, những cái người sản xuất phim là đã tới Hollywood để làm những cái bộ phim, và rất là ít số đó là đã có thành công như là Miles Forman. Mình sẽ để từ mặc dù ở lên đầu câu. All those many. Từ mặc dù sẽ ở lên đầu câu. Rồi, alright. The next one, câu thứ 3. They watch film on DVD all night and she had to work the next day đấy. Tôi đã xem cái bộ phim trên DVD suốt buổi tối, và chúng tôi đã phải làm việc ngày hôm sau. Rồi. Câu 3, despite. Câu 3 mình sẽ thay đổi một số cấu trúc. Cô sẽ viết ra giấy. Despite to work mặc dù là phải làm việc ngày hôm sau, chúng tôi vẫn xem cái bộ phim đó trên DVD cả đêm. Despite having to work next day, they watch film on DVD all night. Alright, the next one. Câu 3 mình sẽ đổi một ít cái trạng từ về thêm verb ing, bởi vì sau despite cũng đã dạy là phải thêm verb ing. Đúng như nhỉ? Despite verb ing to work and next day and they watch film on DVD in all slide. Alright, the next one. Câu tiếp. His hair perform excellent. Anh ấy có một cái diễn xuất rất là tuyệt ở nhiều trong bộ phim. Anh ấy chưa bao giờ thắng ở giải Oscar là diễn viên được bầu là diễn viên tốt nhất. Although nó sẽ nằm ở phía đầu. Mặc dù anh đấy là một diễn viên có diễn xuất rất là hay đấy, nhưng mà anh ấy không chiến thắng cái giải Oscar nào. Rồi, câu thứ 5. It's by the film begin with a terrible disaster and it has a happy ending. Cái bộ phim bắt đầu cùng với một cái dịch bệnh rất là tồi tệ, và nó có một cái happy ending, một cái kết rất là hạnh phúc. Inspired. Mình có thể sử dụng mặc dù, bộ phim bắt đầu, although the film, hoặc là mình sử dụng là inspired. Despite a beginning. Chúng mình sẽ viết cái này ra. With a terrible disaster. Alright. However and not never related. Từ nối however, tuy nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng however và never related để diễn tả từ nối. Rồi. Rồi chúng ta cũng có thể là mình diễn tả
chúng ta có thể là diễn tả cũng để diễn tả cái từ nối giữa hai câu, và chúng ta thường sử dụng một dấu chấm sau chúng. Ví dụ ở đây có ví dụ như là he is so young, however, nevertheless, he performed excellent. Anh ấy rất là trẻ, nhưng mà tuy nhiên anh ấy diễn xuất cực kỳ là tốt. Rồi, mình sẽ cùng làm bài tập số 4. The complete the sentences using although, despite, and inspire, however, or leverage, and sometimes to answer are possible. Ở bài tập 4, người ta yêu cầu là hãy hoàn thành những câu sau để sử dụng although, despite, in inspire, however, or nevertheless. Và tuy nhiên thì hai cái câu này có thể sử dụng cả hai câu. Rồi, câu thứ nhất, the film did received good reviewer from the critics. Cái bộ phim là không nhận cái những cái mà lượt xem, những cái người cái nhận xét tốt từ những cái người chỉ trích, received, những cái người mà xem ủng hộ. Alright, ở đây sẽ là however. Chỗ đây là however. Mình sẽ có từ however. Ok, the next one. And the silly story. Cái gì nhỉ? Mặc dù là một bộ phim rất là ngớ ngẩn, câu chuyện rất là ngớ ngẩn, nhưng mà nhiều người rất là thích cái bộ phim. Despair. Ở đây mình sẽ sử dụng là despair, hoặc là cụm từ despair mình đều có thể sử dụng được. Câu thứ ba, they spend millions of dollars on making the film. Họ tiêu hàng triệu đô la để làm một bộ phim. However, tuy nhiên nó không thành công như là mong đợi. However. Câu 4, mặc dù là George là một trong những cái người mà làm phim đầu tiên tại Spectre, tuy nhiên thì anh ấy một trong những cái số tốt nhất của anh ấy. Test là một nếm bộ phim của Spectre. Mặc dù chỗ này sẽ dùng on dâu. On dâu. Tiếp là however was a bit frightening. Cái bộ phim có một ít là đáng sợ. Tôi thật sự là thích nó. Mặc dù. Mặc dù bộ phim có một ít chi tiết đáng sợ. Rồi bài tập số 5, the use of our ideas to complete the sentence, to compare your sentence with the partner. Hãy sử dụng những từ để hoàn thành những câu sau, và hãy so sánh những câu đó cùng với bạn cùng học của bạn. I don't really like the film although. Tôi không thật sự là thích cái bộ phim này, mặc dù bộ phim có thể là rất là hay. Bộ phim có thể mặc dù rất là hay. Ở đây mình sẽ sử dụng ví dụ như là I don't really like the film although. Mặc dù là the film này, cô có thể viết ở đây cho các em. Mặc dù là the film, mặc dù phim là thật sự thú vị, interesting, mặc dù là bộ phim thật sự là thú vị nhưng mà tôi vẫn không thích. Rồi tiếp câu 2. Câu 2 sẽ có là chúng tôi tiêu một cái khoản tiền rất là lớn cho bộ phim, tuy nhiên là bộ phim rất là nhàm chán, đúng không nhỉ? But it really boring. Tuy nhiên thì nó thật sự là nhàm chán. Câu 3, the film là một thành công. Bộ phim thật sự là một cái bộ phim thành công. Mặc dù là nó hơn là một bộ phim ngắn, mặc dù là một bộ phim ngắn. A short film. Mặc dù nó là một bộ phim ngắn thôi, nhưng mà nó là một cái bộ phim cực kỳ là hay.
Rồi, câu 4 là âm thanh của phim là thật sự là tồi tệ. Tuy nhiên, đấy, hiệu ứng âm thanh. Tuy nhiên là cái the action là thật sự excellent. Chúng ta đã có làm cái hành động thật sự là tuyệt. Rồi, câu 5. Mặc dù là đây là một bộ phim đáng sợ, nhưng mà tôi I'm very like kiss, nhưng mà tôi rất là thích chúng. Hoặc câu 6, mặc dù bằng tuổi anh ấy đúng không nhỉ, nhưng mà anh ấy rất là thành công. He were successful. Nhưng mà anh ấy rất là thành công. Các em hãy cố luyện tập về nhà nhiều dạng này để chúng mình có thể thành thục hơn trong việc bài tập với động từ although, wherever, despite, and despite, in spite of. Cô chúc các em có một bài học bổ ích.